Ui, nóng quá các bạn ơi. Trong video lần này Minh Phong sẽ bóc hộp chiếc men mới nhất đến từ nhà MSI và sau đó mọi người sẽ cảm nhận độ mát này cũng như là độ tản nhiệt xịn sò nhé. Và bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu mở hộp chiếc men mới nhất đến từ nhà MSI, đó là MAG X870 Tomahawk Wi-Fi. Và khi mà Minh Phong bắt đầu mở hộp thì Minh Phong sẽ thấy nhân vật chính của chúng ta này và cùng với đó là một hộp phụ kiện. Và bên trong hộp phụ kiện có gì thì đợi một xíu nha, Minh Phong lấy nhân vật chính ra đã. Đây, rồi. Và để sang một bên xíu nữa Minh Phong sẽ nói rõ hơn về cái độ tản nhiệt cũng như là những cái cổng kết nối trên chính chiếc main mới nhất đến từ nhà MSI. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy một cái hộp linh kiện đi kèm, và không biết là bên trong hộp linh kiện này sẽ có những cái vật dụng gì đây. À, thì ra là chỉ có một cặp Wi-Fi 7 đến từ nhà MSI. Và cặp này có đính sẵn nam châm và chúng ta dễ dàng đính trên cái chiếc cây của chúng ta một cách dễ dàng nhé mọi người. Và bên dưới một cái chiếc hộp nữa thì chúng ta sẽ thấy là đến tận 1-2 cuốn sách hướng dẫn sử dụng, và cùng với đó là một chương trình đến từ nhà MSI, đó là Show Out. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một tấm dán sticker, và một mặt thì có những cái logo đến từ nhà MSI cũng như là chú rồng đỏ, và mặt còn lại chúng ta sẽ có những cái dây thít. Bình thường là chúng ta sẽ mở hộp những chiếc men khác là dây thít bằng nhựa đúng không, nhưng mà cái này là dây thít bằng tấm dán đúng không mọi người. Thì nó sẽ chia ra 3 vùng cho chúng ta, sẽ có 4 dây thít cho quạt này, 4 dây thít cho RGB LED này, và 1, 2, 3, 10 dây thít cho SATA mọi người. Đấy, rất là tiện lợi, chỉ cần bóc ra và dán cũng như là thít cái dây lại cho nó gọn gàng hơn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có đây một dây nguồn cho LED RGB này. Rồi. Và hai dây SATA, là tổng cộng là 4 đầu SATA nha mọi người. Và một dây cho fan, đây một dây nguồn cho fan. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có lên tới 4 viên ốc dành cho M2. Và một USB để chúng ta có thể lót cũng như là tải những cái driver trên chiếc main này. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái chìa khóa, và chìa khóa này chúng ta phải giữ nha anh em, tại vì nó bé cho nên nó rất là dễ thất lạc. Và chìa khóa này giúp cho chúng ta vặn những cái viên ốc trên chính chiếc main cũng như là nhân vật chính của chúng ta đây. Đấy. Và bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu để những linh kiện sang một bên và review đến nhân vật chính của chúng ta, là một chiếc main mới nhất đến từ nhà MSI. Và chiếc main này nó sẽ sở hữu socket này để phù hợp cho những cái con chip mới nhất đến từ nhà AMD, đó là Ryzen 9000 series. Rồi, và nhân vật chính nó đã nằm ở trung tâm cũng như là mặt chính để có thể review này, xem trên cái nhân vật chính của chúng ta có những cái cổng kết nối cũng như là những cái linh kiện gì đặc biệt nhé. Và khi chúng ta nhìn vào chiếc main này thì đặt vào mắt Minh Phong, đó là tên của chiếc main, đó là MAG X870 Tomahawk Wi-Fi. Và nhích sang bên phải một xíu thì chúng ta sẽ thấy socket của chiếc main, và socket này là AM5, thì nó sẽ phù hợp với con chip cũng như là set mới nhất đến từ nhà AMD, đó là Ryzen 9000 series. Và cái con chip cũng như là chiếc main này có thể phù hợp với những cái dòng chip, đó là AMD 8000 series hoặc là Ryzen 7000 series đều dùng được nhé mọi người. Và sang bên phải một xíu nữa thì chúng ta sẽ thấy 4 khe DDR5. Và ở phần bên dưới thì chúng ta sẽ thấy những cái thanh M2 này cũng như là PCIe. Còn cái cụm VRM này nữa thì ở dưới cái cụm VRM này là những cái tấm lớp tản nhiệt này, thì chúng ta sẽ thấy lên tới là 17 tụ phay VRM. Và cái cụm VRM này được che chắn bởi tấm tản nhiệt đó là IO. Đấy, rất là mát này. Chúng ta có thể cảm nhận bằng tay thường cũng đã thấy mát rồi. Đấy, cho nên là nó sẽ giúp ổn định cái hiệu năng này cũng như là nhiệt độ khi mà cái chiếc main của chúng ta được ép xung. Và ở phần bên dưới của chiếc main này thì chúng ta sẽ thấy đó là 3 khe PCIe 16, đó là full size nha mọi người, X16 đây, 1 này, 2 và 3. Và trong đó có một khe được bảo vệ bằng cái tấm bọc thép và nó có lẫy. Đây, rất là dễ, mọi người chỉ cần ấn nhẹ như thế này thôi. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có 4 khe M2, 1 này, 2, 3 và 4. Và trong đó thì chúng ta sẽ có 2 khe tháo rời một cách dễ dàng như thế này, chỉ cần ấn cái lẫy này thôi. Đấy, và những cái khe cũng như là những cái thanh M2 này đều được che chắn bởi một cái lớp tản nhiệt đấy, đến từ nhà MSI rất là mát tay và chắc chắn. Còn về các cổng nguồn trên chiếc main này thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó là 2 cổng 8 pin. Và cùng với đó là một cổng cho CPU này, một cổng dành cho bơm, và 1, 2, 3, 4, 5, 6 cổng cho fan case. Và một BIOS code, hệ thống này nó sẽ báo lỗi khi mà chiếc main của chúng ta bị lỗi, hoặc là nó sẽ bị những cái trường hợp mà chúng ta không biết thì nó sẽ báo những cái con số trên đây. Và cùng với đó là một cổng cho 24 pin. Đấy. Và 4 cổng SATA, 1, 2, 3, 4 ở đây. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có đến tận là bao nhiêu cổng USB đây, để Minh Phong xem thử nhé. 1, 2 này, 3, 4 và 5 cổng USB nhé mọi người, 5 cổng USB.
Rồi và tiếp tục thì chúng ta sẽ có một cổng nguồn ở dãy nút trên cây là đây, một cổng nguồn ở dãy nút trên cây. Rồi ở phía mặt dưới thì chúng ta sẽ có nhiều cổng hơn, thì bây giờ Minh Phong sẽ cho mọi người thấy. Thì chúng ta sẽ có một cổng là front panel audio ở góc bên tay trái, và một cổng đó là front panel system ở góc bên tay phải. Và có 1, 2 này, 3 cổng LED RGB V2 và một cổng này, một cổng LED bình thường nhé mọi người. Rồi và cùng với đó là chúng ta sẽ có thêm một cổng PCIe, đấy là một cổng nguồn cho PCIe. Và nhìn kỹ hơn một xíu thì chúng ta sẽ thấy là có thêm những cái cổng linh kiện đi kèm phụ thêm đây, nếu mà chúng ta cần thiết đến. Và cái điều đặc biệt ở trên chiếc main này thì đó là nó sẽ có một cái công tắc EZ PCIe Release. Đây, chúng ta chỉ cần ấn nhẹ một cái này thôi là có thể tháo những cái thanh PCIe ra một cách dễ dàng. Đấy. Nhìn chung thì trên chiếc main này chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả các cổng kết nối này, cũng như là những cái tính năng mới nhất đến từ nhà MSI. Và cái hệ thống chiếc main này nó sẽ tản nhiệt tốt nhất. Tại vì sao? Tại vì khi mà nhà sản xuất làm ra chiếc main này thì nó thiên cũng như là chú trọng hơn về phần tản nhiệt, cho nên là khi mà chúng ta sờ tay vào thôi là thấy cái sự mát lạnh đến từ chiếc main này rồi. Và mặt sau của chiếc main này thì chúng ta sẽ thấy hai công tắc, một công tắc dành cho Flash BIOS và một công tắc dành cho Clear CMOS, và một cổng HDMI này. Và cùng với đó thì chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-C 40GB và một cổng USB 10GB và ba cổng USB 5GB, và ở dưới thì chúng ta sẽ tới 1, 2, 3, 4 cổng USB 2.0. Và ở bên dưới nữa thì chúng ta sẽ thấy một cổng USB Type-C 10GB và một cổng USB Type-A 10GB. Thế thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai cổng USB Type-A 10GB và một cổng mạng LAN 5G và một cổng Wi-Fi 7. Thì Wi-Fi 7 này nó sẽ hỗ trợ cho máy cũng như là chiếc main của chúng ta nó hút Wi-Fi mạnh hơn để cho chúng ta giữ ổn cái đường truyền mạng khi mà chúng ta chơi game. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có hai jack cắm 3.5 cho mic hoặc là cho âm thanh đầu ra. Và phía bên dưới góc trái mặt sau của chiếc main này thì chúng ta sẽ có một cổng quang. Thì cổng này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta xuất âm thanh đầu ra khi mà chúng ta sử dụng, đó là Dolby Audio. Và vừa rồi là tất tần tật những thông tin ở chiếc main mới nhất đến từ nhà MSI. Và nếu các bạn thích chiếc main này thì hãy nhanh chân đến ngay Hicom. Và cùng với đó là trong video lần này thì mọi người hãy thả tim này cũng như là subscribe và bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất nhé.